Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ ni sư trụ trì, thành tâm kính đảnh lễ chư vị ni sư sư cô của trú xứ chùa An Lạc Indiana, và trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử đang có mặt trong đạo tràng hôm nay. Dạ, quý vị khỏe không? Ở ngoài thì rất là lạnh, nhưng mà quý vị ngày hôm nay cũng là trong ngày đi làm mà quý vị đến được chùa để tu tập như thế này thì quả thật là rất quý. Trước nhất xin được tán thán công đức của tất cả đại chúng cho một tràng pháo tay ha. Thưa quý vị, là chúng ta đã gặp nhau trong cái khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ. Có vị nào đã đi giơ tay thử? Đa phần là đi hết ha. Sang năm khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ sẽ được tổ chức ở Hawaii vào tháng 9. Thì nếu mà quý vị nào có ý tưởng đó thì chúng ta chuẩn bị ngay bây giờ. Thứ nhất là vacation mà mình phải có đủ. Chúng ta đi qua bên đó thì 4 ngày đi chơi và 3 ngày đi học. Cơ hội cho quý vị đi Hawaii, mà nếu mà không có đi tham quan một số nơi đó thì có thể quý vị sẽ không có đi đâu. Cho nên là ban tổ chức cũng tâm lý lắm. Đa phần là phàm phu cái trò ấy mà. Cho nên rồi nó vừa có chơi vừa có học để giúp cho quý vị đi tham quan du lịch luôn cái vùng đất Hawaii. Cho nên là Hòa Thượng Thông Hải là trưởng ban tổ chức thì có vạch ra cái chương trình như thế. Và trên website hoavuu.com cũng đã đưa cái chương trình của khóa tu học lần tới lên rồi. Quý vị có thể tham khảo trong đó về thời gian, về giá cả, về tiền phòng. Một người một phòng, hai người một phòng, ba người một phòng, bốn người một phòng. Thì tùy theo cái mệnh giá để quý vị lựa chọn. Rồi cái ngày hết hạn ghi danh vân vân, tất cả đã có trên website hoavuu.com. Thì quý vị có thể theo dõi ở trên đó. Thưa đại chúng, trong cái tuần lễ này là tất cả mọi nơi tổ chức lễ vía của Đức Phật A Di Đà, một trong những vị Phật mà chúng ta yêu thương dường như là bậc nhất đó hả? Quý vị ngày nào cũng cầu khẩn với Ngài hết và mở miệng ra là Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta chào nhau như thế. Thì phải nói là có thể nếu mà Phật Bổn Sư Thích Ca mà có một cái sự ghen ghét nào thì ông cũng ghen ghét lắm, phải không? Tại vì là nhờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca mà mới biết Đức Phật A Di Đà, mà trong khi đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca mình không có niệm, mà tối ngày cái niệm A Di Đà không. Nhưng mà rồi xin thưa quý vị là không có ông Phật nào ghen ghét với ông Phật nào hết. Và cái sự thể rốt ráo viên mãn cuối cùng đó thì không có ông Phật nào hơn ông Phật nào hết. Và ngay cả những ông Phật đang ngồi đây, tương lai sẽ thành Phật đây, thì cũng không thể nào thua kém ông Phật A Di Đà hay là ông Phật Thích Ca gì cả. Đúng thế không? Nhưng nếu mà một Đức Phật mà thua kém một Đức Phật thì đâu còn cái yếu tố nào gọi là sự rốt ráo viên mãn nữa. Đấy. Và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có huyền ký với tất cả chúng ta, đó là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì tất cả quý vị ngồi đây thì sẽ là thành Phật hết. Vấn đề ở chỗ là chừng nào chúng ta thành mà thôi. Đó là cái điều quan trọng. Vấn đề là cái thời gian bao lâu và chúng ta có quyết tâm để thành Phật hay không. Ba cái phương diện của một người tu theo pháp môn tịnh độ không thể nào không làm, không thể nào không thực hiện. Đó là ba điều thôi, đó là tín, nguyện và hạnh. Thưa quý vị, là dẫu cho chúng ta tu bất cứ cái pháp môn nào, đừng có nói chi là pháp môn tịnh độ, ngay cả thiền tông, ngay cả mật tông, ngay cả thiên thai tông, hoa nghiêm tông, không có tín, không có nguyện, không có hạnh thì cũng không có thể nào đạt được cái gì hết.
Chưa từng có một vị Phật nào, một vị Bồ Tát nào mà không có nguyện độ chúng sanh. Hay nói một cách đơn giản hơn, do vì độ chúng sanh mới thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên là không có Phật và Bồ Tát nào tự dưng tu cho mình cho đã rồi thành Phật, thành Bồ Tát mà không hề mang lại sự lợi ích gì cho ai. Chưa có ông Phật, ông Bồ Tát nào có thể làm được điều đó. Cho nên chúng ta ý thức được điều đó mà lý do tại sao phải có tín, phải có nguyện, phải có hạnh. Thật ra trong cuộc đời bình thường này thôi, nếu như chúng ta không tin nhau thì mình có làm được gì không? Rõ ràng phải không các vị? Nếu như chúng ta không tin nhau thì quý vị đâu có tới chùa này làm gì? Nếu chúng ta không tin nhau thì chúng ta sẽ không có lấy chồng, không có lấy vợ, phải không? Nhưng chỉ đi miết tin gì nói. Thế thì trong cuộc sống này cũng như thế đó. Và trên cái con đường chúng ta tu tập cũng như vậy đó. Ba cái phương pháp mà không thể nào bỏ qua, đó chính là tín, tức là lòng tin. Lòng tin ở đây là tin cái gì? Chúng ta tự thân, tức là tự tin. Cái yếu tố tự mình tin tưởng nơi chính bản thân mình. Tin tưởng cái gì ở bản thân mình? Tin tưởng cái khả năng có thể tu tập chuyển hóa và thành Phật. Quý vị tin không? Dám tin không? Phải dám tin mới được. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là ta tin và ta có làm được không thì cũng là chuyện khác. Nên tức là ta tin là mình đi mình sẽ tới, nhưng vấn đề ở chỗ ta có đi hay không. Mình tin là mình có thể đi bộ từ đây về Santa Ana được. Được không? Được. Ta tin là ta có thể đi tới được. Nhưng mà vấn đề ở chỗ ta có thể đi không. Đó. Hay là ta chọn một cái phương tiện khác có thể nhanh hơn, lẹ hơn, gọn hơn và ít tốn kém công sức, thời gian, tiền bạc, sức lực hơn. Nhưng mà ta đi là tới. Cho nên để có thể mình nhắm được con đường rồi ha, biết được lộ trình rồi ha, biết được cái vị trí nó chỗ đó rồi ha, biết được thời gian rồi, nhưng không cất bước đi thì sẽ không bao giờ tới. Trong tay ta có bản đồ hết rồi. Trong tay ta đã có hết tất cả chi li, bao nhiêu cây số đi tới đó, gặp bao nhiêu trạm dừng chân vân. Nhưng mà ta không bước đi từ bước đầu tiên sẽ không bao giờ tới. Cuộc đời nó là thế. Và trong cái sự tu tập và chuyển hóa này đây á, thì ba cái phương diện mà mình cần phải chuyển hóa đó là thân, khẩu và ý. Hết rồi. Khi các vị tu, các vị chuyển hóa thân, khẩu và ý thôi. Còn cái gì khác hơn nữa không? Các vị cần chuyển gì khác hơn nữa không? Dẫu cho các vị tu bất cứ cái pháp môn nào, không có đức Phật nào, không có pháp môn nào dạy cho chúng ta là gian tham, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vọng ngữ hết trơn á. Các vị thấy đúng không? Chưa từng có pháp môn nào dạy cho chúng ta đi ngược lại cái lẽ sống đạo đức, nhân văn. Không có pháp môn nào mà tránh khỏi những cái yếu tố của giới, của định, của tuệ hết. Chưa từng có pháp môn nào mà dạy chúng ta đi ngược lại với cái giới phẩm, đi ngược lại cái sự định tĩnh, cái sự thanh thản, cái sự an lạc, cái sự nhẹ nhàng. Chưa có cái pháp môn nào dạy chúng ta bỏ quên đi trí tuệ mà có thể thành tựu được cái gì hết. Và tất cả các pháp môn đều đi trên con đường thực hành Bồ Tát Đạo. Đó chính là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Chưa từng có pháp môn nào bỏ qua sáu cái điều đó. Và điều đó là chính tự thân của mỗi người chúng ta thực tập chuyển hóa và đạt được. Chưa từng có cái pháp môn nào dạy là chồng khỏi phải tu, vợ tu cho chồng chứng. Không có pháp môn nào dạy chúng ta kiểu đó hết. Cho nên túm lại một điều là dẫu cho chúng ta có tu theo bất cứ một cái pháp môn nào, tịnh độ hay thiền tông hay mật tông đi chăng nữa, thì những cái yếu tố hết sức là căn bản và đơn sơ, mang cái tính chất là nền tảng của Phật giáo, bắt buộc chúng ta phải kinh qua, không thể bỏ rơi nó đi ra một bên. Dẫu cho các vị có cầm sâu chuỗi mà niệm Phật tối ngày, nhưng các vị không giữ giới cũng chịu thôi. Nếu các vị không làm lợi ích cho chúng sanh cũng thua thôi. Các vị không phát nguyện cũng không có đem lại kết quả gì cả. Dẫu cho có đi chăng nữa cũng chỉ là rất là nhẹ, rất là ít. Thưa quý vị, cái nguyện là một trong những động lực để chúng ta dấn thân vào trong cuộc đời này. Ai không có nguyện, người đó sẽ không có động lực để thực hiện được. Chúng ta làm cái gì cũng nguyện hết á. Khi các vị ăn cơm đó, miếng thứ nhất là
Nguyện gì? Nguyện đoạn nhất thiết ác. Nguyện thứ hai, nguyện tu nhất thiết thiện, tức là nguyện làm tất cả việc lành đó. Nguyện thứ ba, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Ba cái miếng cơm đó thôi mà chúng ta phải làm những chuyện hết sức là to lớn. Nguyện đoạn nhất thiết ác, quý vị làm nổi không? Chúng ta nghe có vẻ như là nó rất là nhẹ cân hả? Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ coi, nguyện đoạn nhất thiết ác, tức là nguyện trừ bỏ hết tất cả những việc ác. Việc ác là việc gì? Tổn hại cho mình và người. Không phải sát sanh không? Trộm cắp không ác à? Tà dâm không ác à? Nói dối không ác à? Làm cho người ta buồn phiền không ác sao? Làm cho người ta nói không, nói có, nói không, không ác à? Đúng vậy không? Cho nên những việc ác là những việc tổn hại cho mình và người. Tổn hại trên phương diện nào? Phương diện thể xác, phương diện tinh thần đều là sự tổn hại. Tại vì con người ta có hai phần rõ ràng mà, thể xác và tinh thần. Cho nên sự tổn hại trên phương diện tinh thần đó là người ta không có, mình nói cho người ta có. Người ta không có xấu, mình nói cho người ta xấu, chỉ vì sự ganh ghét. Hay là thấy người ta đẹp quá, mình ganh ghét, không chịu không nổi, mình nói xấu người ta. Thế thì vân vân, tất cả mọi cái yếu tố đó đều xoay quanh cái sự chuyển hóa trong cái vấn đề đối xử. Cho nên thưa quý vị, cái nguyện là cái hết sức là căn bản. Không có chư Phật và Bồ Tát nào không có lập nguyện mà thành Phật thành Bồ Tát hết. Rồi sáng sớm tụng Kinh Lăng Nghiêm, thì trong Kinh Lăng Nghiêm có một câu là ngũ trược ác thế, phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh. Gì nữa? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đó là lời nguyện của Ngài A Nan. Phụng thỉnh Thế Tôn lại để mà chứng minh cho con, đời năm trược này con sinh vào trước, như có một kẻ nào, một người nào chưa có chứng quả, thì cái cõi mà thành Phật kia đó, con không có thể nào mà tự an được. Thì xin các vị là bây giờ đây chúng ta có phát nguyện như được không? Không, rất là khó phải không? Đời năm trược này con xin chuồn trước đã, phát nguyện vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà cho nó sung sướng. Còn ở cái cõi này, năm trược ác thế này đau khổ quá. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng rằng sự tu tập của chúng ta bước đầu tiên phát nguyện là từ bỏ chúng sanh, chứ phải đến với chúng sanh. Các vị thấy đúng không? Mình thấy cuộc đời này sở dĩ tại sao các vị muốn vãng sanh về tịnh độ? Các vị thấy cuộc đời đau khổ quá, cần phải xa lìa nó liền. Đau khổ cái gì? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ, oán tắng hội là khổ, ngũ ấm xứ thạnh này là khổ. Tám cái khổ đó nó nung nấu chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Thưa thưa là bây giờ quý bác mà đã qua 65 tuổi retire rồi đó ha, ở cuộc đời nó gọi là retire, có nghĩa là trở về sống một cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng, không bon chen giành giật, không làm lụng, không kiếm của, không có kiếm thêm. Thế bây giờ xin hỏi là đến cái tuổi retire rồi, quý vị còn mong muốn gì không? Còn không? Có ai mong muốn gì không? Còn đau khổ không? Tính lại là vậy. Mà nói đau khổ chi cho nhiều. Còn buồn không? Còn phiền không? Còn giận không? Còn hờn không? Thế thì đâu phải gọi là retire. Ta vẫn còn dằn vặt với chính ta vẫn dằn vặt với cuộc đời, ta vẫn bon chen với cuộc đời, vẫn tìm kiếm với cuộc đời và chưa thỏa mãn với dòng đời, sao gọi là retire? Đúng không? Ở cái tuổi mà không còn gì để còn, không còn gì để mất, kinh qua một cái giai đoạn 65 năm ở với cuộc đời rồi rồi, cái gì còn ta đã cố gắng để kiếm được, và tới bây giờ còn cái gì để có thể tìm, để kiếm được? Bây giờ chuẩn bị mà vô hòm chứ kiếm tìm gì nữa. Tức là ở cái tuổi mà cái tuổi tri nhận thực tế của dòng đời, tới cái tuổi mà đầy đủ hết tất cả những kinh nghiệm của dòng đời, không có gì phải ngỡ ngàng với dòng đời này nữa. Các vị thấy đúng không? Các vị đi qua 65 năm, cái chuyện chi mình cũng gặp cả. Mất mát mình cũng đã gặp rồi, vui buồn mình cũng đã gặp rồi. Thế bây giờ còn cái gì để làm cho chúng ta xáo động nữa đâu? Thanh thản nhẹ nhàng quá, không có gì phải ngỡ ngàng nữa cả, không có gì làm cho chúng ta
phải nói là tại sao thế này, tại sao thế kia nữa. Tại vì mình đã kinh qua hết tất cả những cung bậc của dòng đời này rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ bài học kinh nghiệm của cái trước nó khác cái sau, cho nên các vị vẫn còn ngỡ ngàng. Và rồi chừng nào chúng ta mới dừng lại của sự tham muốn? Đó là một câu hỏi lớn cho tự thân của mỗi người tu tập. Các bác lớn tuổi đó thì tự chiêm nghiệm, nhưng mà nói vậy chứ không phải là những người trẻ tuổi không chiêm nghiệm, phải không? Chúng ta đều là trên cái phương diện tu tập hết. Tuy nhiên cái biết và cái thực hành là hai cái khác nhau. Pháp học và pháp hành là hai cái khác nhau. Tu không học thì là tu mù, mà học không tu thì đại sách thôi. Cho nên hai phương diện nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên á, cái tự quy y thứ hai á, là tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải như biển. Chỉ có sự tu tập, sự thâm nhập vào trong kinh tạng kia để nó trở thành máu ngủ của mình, nó trở thành cái chất sống của mình, nó trở thành cái sự hành hoạt của chúng ta, thì lúc đó mình mới có thể kinh qua trong dòng đời này một cách thanh thản và nhẹ nhàng được. Còn nếu như chúng ta chỉ có biết rồi để đó thì chúng ta không có lợi ích gì đâu. Ví dụ như là các vị đã biết cái giáo lý vô thường rồi hả? Vô thường là không có thường còn. Cái gì không thường còn? Tóm lại là everything. Đơn giản vậy thôi hả? Tức là những cái cung bậc của đời sống thường tình này đây là vô thường. Vô thường thì trong nhà Phật dạy chúng ta là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Thân này vô thường là thấy rõ. Nếu không vô thường thì không có những bà già, ông già ngồi đây. Nếu một đứa baby thì nó phải vô thường nhé, nó mới được lớn lên. Nếu không có vô thường thì một baby đó thì vẫn mãi mãi là baby. Cho nên sự vô thường đó là bản chất của cuộc sống. Các vị nhớ kỹ ha. Chúng ta chỉ cần đôi khi trong một cái thời thuyết pháp, mình chỉ cần nhớ một cái point nào đó thôi, để cái point đó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa, giúp chúng ta nhẹ nhàng. Mình nghe thuyết pháp không có nghĩa là mình nghe tai này nó qua tai kia đâu, mà các vị cố gắng nghe để rút tỉa được trong đó có một cái yếu tố nào giúp cho chúng ta chuyển hóa trên con đường tu tập. Mình nhớ kỹ ha. Vì tất cả các thời pháp đều mang một cái giá trị sống đích thực trong cuộc đời này, và chúng ta chỉ cần rút tỉa ra được ở trong đó những cái gì mà cái đó nó mang lại cho mình một sự thực tập chứng nghiệm ngay trong cuộc đời. Thở xưa Đức Thế Tôn thuyết pháp cho các vị đệ tử nghe, không có ghi chép, không có thu âm, không có quay video gì cả. Các vị đó nghe và tiếp nhận được một phần nào đó và thực tập ngay nơi đó và chứng đạo ngay nơi đó. Cho nên sau một thời thuyết pháp, có những vị đã chứng được là quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, có vị chứng được quả A La Hán luôn. Do cái yếu tố vị đó ứng dụng vào trong cái con đường mà vị đó tu tập, chuyển hóa lấy chính mình. Thế thì cái giáo lý vô thường là cái giáo lý mà chúng ta rất là basically, căn bản nền tảng bậc nhất, không có cái nào nền tảng hơn, là cái giáo lý vô thường. Ai cũng biết hết, vô là không, thường là thường còn. Đời sống của chúng ta đây là đời sống không có thường còn, đời sống mong manh, tạm bợ, dễ vỡ. Được ví dụ như là hạt sương trên ngọn cỏ, ráng nắng chiều hôm, ví dụ như thế. Hoặc là áng mây lưng trời, tất cả nó đều bay qua rồi nó biến mất, ý là như thế. Nhưng mà rồi, chúng ta có sống với nó chưa? Có nghĩa là chúng ta còn ngỡ ngàng với sự vô thường hay không? Khi vô thường nó đến, mình có ngỡ ngàng không? Ví dụ như con chúng ta tự nhiên nó chết, quý vị buồn không? Thế thì xin thưa là chúng ta đã biết được rằng có thân thì sẽ mất thân, ai cũng thế cả. Thế tại sao ta buồn? Có của là mất của. Vì vô thường cho nên chúng ta không có của trở thành người có của. Vì vô thường cho nên chúng ta không có nhà trở thành người có nhà. Và vì vô thường cho nên những người có nhà trở thành người không có nhà, người có thân trở thành người không có thân. Vì vô thường cho nên người khỏe mạnh trở thành người già yếu. Nó là định luật hết sức là tất nhiên của dòng đời. Và vạn vật trong vũ trụ này
vạn vật trong vũ trụ này, cái vô thường đó nó là ẩn tàng trong nó, nó bắt buộc phải có. Chưa từng có cái gì nó được sinh ra mà không có vô thường ẩn trong đó. Có nghĩa là nó được sinh ra đã là vô thường mới sinh ra chính nó. Và rồi vì vô thường kia nó biến chuyển, cho nên chính cái kia nó sẽ bị biến chuyển và mất đi cái đó để hình thành nên một yếu tố khác. Thế thì đâu có cái gì là ngỡ ngàng đâu. Vì vô thường cho nên chúng ta có được cell phone, trước giờ đâu có. Vì vô thường chúng ta có chiếc xe mới, chiếc xe đẹp, chiếc xe ngon. Nhưng mà rồi cũng vì vô thường có được chiếc xe hư. Thế thì bản chất của dòng đời, các vị nhớ kỹ ha, bản chất của dòng đời nó là vô thường. Chưa từng có cái gì không vô thường mà nó trụ vững nơi cuộc đời này. Chưa từng có ông vua nào sắm ra tất cả những binh lính quyền uy, chức tước địa vị của mình mà giữ gìn được thành ấp, giữ gìn được đất nước, giữ gìn được tiền bạc, giữ gìn được những người mình yêu thương, giữ gìn được con cái của chính họ. Thế là chúng ta với hai bàn tay không, mà không có kẻ ăn người ở, cho nên mình vừa làm vua, mình vừa làm đầy tớ luôn trong nhà mình. Mình làm sao mình giữ được cái gì? Cho nên rõ ràng là nội cái giáo lý vô thường thôi đó, mà nếu như các vị chứng nghiệm cái giáo lý đó, thì chúng ta đã thanh thản nhẹ nhàng qua cuộc đời này rồi, mà không có gì phải ngỡ ngàng hết. Vì vô thường cho nên ý nghĩ của anh này khác ý nghĩ của chị kia, chín người mười ý, một chuyện hết sức bình thường, cho nên hơi đau giận người ta. Vì vô thường cho nên lúc này thì nó dễ ghét, nhưng mà lúc khác thì nó dễ thương. Vì vô thường cho nên lúc ban đầu thì ảnh yêu thương mình tha thiết lắm, nhưng mà tới bây giờ thì nó yêu người khác rồi. Thì đó là vì vô thường mà nó sinh ra. Cho nên rõ ràng nó là như thế. Cho nên kinh qua trên cái con đường của vô thường thì chúng ta sẽ thấy được rằng mình cần ngộ nhập, không phải ngộ nhận, ngộ nhập ngay nơi đó để chúng ta sống mà không phải bị sợ hãi, bị kinh động bởi những yếu tố biến đổi của dòng thời gian sinh diệt. Hễ cái gì có sinh là cái đó có diệt trong cái tương đối của lẽ sống này. Các vị chứng chưa? Phải chứng đạo ngay chỗ đó chứ. Phải tập chứng đạo liền hả? Trên con đường này chừng nào quý vị mới chứng đây? Trên con đường tu tập này, cả một đời của chúng ta mà chỉ cần cái giáo lý vô thường hết sức là đơn giản mà mình không chứng, thì bây giờ mình học cái giáo lý nào để mình có thể chứng đạo ngay trong cuộc đời này? Các vị thấy không? Cho nên cái sự chuyển hóa tu tập, cái sự thể nhập vào trong kinh tạng đó là ngay nơi cái đời sống, chuyển hóa ngay nơi thân, khẩu, ý của chính ta. Chúng ta tu cái pháp môn nào thì thật sự ra nó không quan trọng. Nó chẳng qua là những cái phương tiện mà thôi. Tất cả pháp môn chỉ là phương tiện giúp con người ta vượt thoát ra khỏi cái sinh tử đau buồn của đời sống này. Pháp môn nó như thế là một cái phương tiện để giúp chúng ta đi qua trong dòng đời này một cách thanh thản nhẹ nhàng và vượt thoát ra khỏi sinh tử này mà thôi. Đừng có bám chấp nơi cái pháp môn kia. Pháp môn nó chỉ là phương tiện, nhớ kỹ điều đó, để chúng ta thanh thoát và nhẹ nhàng. Người bệnh á, đau đầu thì cần thuốc đau đầu, người đau tim thì cần thuốc đau tim. Không có cái thuốc nào nó quý hơn thuốc nào hết. Thuốc nào mà trị được bệnh thì thuốc quý. Còn cái nem nào đi chăng nữa, đặt cho nó một cái tên gì đi nữa, bán với cái giá trị cao bút chỉ cũng không có ý nghĩa gì nếu nó không trị được cái bệnh của mình. Thế thì cái bệnh của chúng ta được một cái loại thuốc nào, dẫu cho nó đơn giản cấp mấy đi chăng nữa, nhưng nó trị được bệnh thì là thuốc tốt. Quý vị nhớ như thế. Thế thì trên cái phương diện mà chúng ta tu tập, quan trọng ở chỗ là sự chuyển hóa. Thế thì việc đầu tiên lập nguyện, thưa quý vị, không phải đợi cho đến khi chúng ta chắp tay trước Phật mình mới nguyện. Đến khi chúng ta tụng xong một thời kinh rồi chúng ta mới nguyện, mới hồi hướng. Khi quý vị đi ra ngoài trời lạnh, quý vị có nguyện cho chúng sanh không? Nguyện cho chúng sanh là đừng có gặp cái cảnh lạnh lẽo như mình. Mình ra mình chịu hết nổi rồi, thế mình nguyện cho chúng sanh đừng có gặp cái cảnh lạnh lẽo như mình để chịu không nổi. Khi chúng ta ăn một miếng ngon, chúng ta nguyện cho chúng sanh có được miếng cơm ngon này để ăn giống như ta. Khi chúng ta bị accident, nguyện cho chúng sanh gặp accident như ta. Vấn đề ở chỗ là lúc mà chúng ta gặp accident đó, chúng ta còn nhớ tới ai không?
cái moment quan trọng ở chỗ cái lúc đó chúng ta sẽ nhớ gì? Chúng ta lo cho ta trước, chúng ta lo cho xe ta trước, chúng ta lo cho bảo hiểm insurance trước, xuống chụp hình, xuống gọi police, vân vân. Nhưng mà cái lúc đó chúng ta bị đau khổ, chúng ta có còn nghĩ nhớ tới chúng sanh ngoài ta nữa không? Đó mới là điều tu tập, thưa quý vị. Trong cái moment, trong những cái sát na đó, chúng ta có còn nghĩ tới ai ngoài ta hay không? Ta có hướng tới cái chúng sanh kia hay không? Lúc mà các vị đi party, đi ăn, đi nhảy đầm, casino vân vân, mình có nhớ nghĩ tới chúng sanh không? Tự mình điều khiển lấy chính mình đi chứ. Đây là những câu hỏi để tự mình rút tỉa ra trên cái phương diện tự ta chiêm nghiệm lấy chính mình. Đâu có cần tới lúc mà đối diện trước tượng Phật mình mới nguyện cho chúng sanh. Ta nguyện cho chúng sanh vì sao mà ta nguyện? Vì để bồ đề tâm của mình lúc nào cũng tăng trưởng, lúc nào cũng nghĩ nhớ đến tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Khi mình nhớ nghĩ tới chúng sanh, mình sẽ không bao giờ làm việc gì tổn hại đến chúng sanh. Cái điều quan trọng đó là như thế. Khi mà mình nhớ nghĩ tới chúng sanh, mình muốn cho chúng sanh không có khổ, không có đau trong đời sống, thì chúng ta sẽ không làm việc gì tổn hại cho chúng sanh cả. Điều đó là chân thật. Cho nên rõ ràng trong cái đời sống này đây á, cần có sự chuyển hóa nơi tự thân. Cho nên là chính bản thân ta đó, cái việc đầu tiên đó là tự giác. Tức là chúng ta tự mình tu tập, tự mình chuyển hóa. Chúng ta làm việc bằng thân hoặc là chúng ta nói bằng miệng thì nhiều người người ta nghe, người ta biết được lắm. Nhưng mà cái ý nghĩ của mình ai thấy được? Có ai thấy được ta không? Ai thấy được ý nghĩ trong đầu ta không? Không, không ai control được hết. Đôi khi ngồi đây nhìn dày gục gục dày chứ nghĩ chuyện khác. Đang nghĩ chuyện nào đó đó, chứ không phải là đang chăm chú và nghe và suy nghĩ trong cái lời nói này đâu. Đang suy nghĩ coi bên kia có cái gì mà nó mở ồn ồn thế. Mà các vị sư cô ở đây cho biết là đó là oan gia trái chủ. Nhưng mà xin thưa là cũng nhờ thế mà chúng ta mới thấy được là trên cái con đường hành hoạt của mình cần phải thăng tiến hơn. Cần phải có chúng sanh để độ. Nếu mà chúng sanh này á, mà nó dễ độ hết thì chắc quý thầy quý cô không cần phải tu tập làm gì nữa. Tại vì khi độ hết chúng sanh rồi thì còn gì nữa đâu tu với tập. Cho nên á, Bồ Tát và Phật có thể là hoa, là quả, nhưng mà chúng sanh là gốc rễ của cái hoa, cái quả đó. Không có chúng sanh sẽ không bao giờ có Phật và Bồ Tát. Vì tất cả Bồ Tát và Phật lấy chúng sanh kia, lấy chúng sanh làm cái bản hoài để độ. Nói khác hơn, nếu như không có chúng sanh thì Phật và Bồ Tát kia không còn cái lý do để xuất hiện trong cuộc đời này nữa. Cái Phật Bồ Tát đứng cuộc đời này làm gì? Hóa độ chúng sanh. Thế thì sở dĩ mà Phật và Bồ Tát xuất hiện trong cuộc đời là vì có chúng sanh đau khổ. Cho nên chúng ta đừng có lo, ngày nào mà chúng ta còn đau khổ là ngày đó có Bồ Tát Phật xuất hiện. Nhưng mà đồng thanh tương ứng, đồng khế tương cầu. Ngày nào mà chúng ta còn thân bằng quyến thuộc với Phật, nghĩa là còn tâm Phật, còn cái niệm Phật, thì ngày đó còn gặp Phật. Phật đó đó, xin thưa các vị, không phải là đẹp như thế này đó. Hả? Không phải là có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp như Đức Phật mà được mô tả vậy đâu. Đôi khi cái Đức Phật đó cũng là chỉ là một bà lão ăn mày, đôi khi là một người đi tới làm công quả như là tùng địa giống xuất. Những người, những Bồ Tát Quan Âm á, thị hiện ra trong hằng hà sa quốc độ này, khi nào là đồng nam, mà khi nào đồng nữ, này, khi nào là trưởng giả, khi nào là tể quan, khi nào là bà la môn, vân, thị hiện đi vào trong cuộc đời này mà chúng ta không thấy, không biết được. Cho nên trong cuộc sống có những người, người ta giúp đỡ chúng ta xong rồi đó, người ta không cần cái gì hết, thì đó là một vị Phật, một vị Bồ Tát. Các vị đã gặp những người đó chưa? Trong đời các vị thì có thể là các vị đã gặp một vài lần rồi chứ. Hoặc là đôi khi có một người nào đó họ đến với cuộc đời này, họ chỉ giúp chúng ta nâng khăn sửa túi thôi. Trong vòng 5-10 năm thì đó là người ta goodbye. Thế thì đó là một vị Bồ Tát giúp chúng ta đi qua một cái đoạn đường rất ngắn để làm cho mình có một cái chỗ dựa, làm cho mình một cái chỗ vững vàng, vân vân. Tất cả những cái yếu tố đó mình cần tiên nhận trong cuộc đời chúng ta. Thế thì cái yếu tố mà nguyện là cái hết sức căn bản, nó mang tính chất nền tảng.
Nếu chúng ta không có tự thân của chúng ta nguyện tu tập để chuyển hóa, nguyện thành Phật, thì mình sẽ không bao giờ thành. Các vị phải có cái yếu tố móng khởi đầu tiên. Cái nguyện này á, nó là cái sâu xa hơn, cái nền tảng hơn của cái yếu tố chúng ta tham muốn đó. Thật ra nguyện cũng là một trong những cái yếu tố dục nguyện mà, mong ước. Các vị thấy rõ không? Ví dụ chúng ta nguyện độ chúng sanh, tức là mong ước độ chúng sanh, mong ước giải thoát cái cuộc sống luân hồi này. Cho nên cái nguyện đó nó trở thành cái động lực thôi thúc chúng ta ngày đêm không nguôi, không quên. Bây giờ mình nguyện là hóa độ hết tất cả chúng sanh, hoặc là mình nguyện là phiền não vô tận thề nguyện đoạn, nhưng mà chúng ta nguyện nhưng chúng ta không có nhớ. Nguyện lúc đó thôi, còn bình thường thì quên mất. Cho nên khi phiền não nó khởi lên á, thì mình rõ ràng là bị nó chi phối, mình giận, mình hờn. Nhưng mà mình không nghĩ là ồ, mình đã nguyện với Phật là phiền não vô tận thề nguyện đoạn, bây giờ nó khởi lên nó đoạn đi. Được không? Tại vì chúng ta luôn luôn quên. Khi mà chúng ta phát nguyện với Phật là để Phật nhớ, chứ con không nhớ. Thật sự như thế. Dẫu là có bốn câu thôi: chúng sanh vô biên thề nguyện, độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Bốn câu, nhưng mà con luôn luôn quên. Khi nào mà đọc thì con nhớ thôi. Nhưng mà khi con đọc, con không có ý niệm là con đang đọc, mà con đọc theo quán tính, theo tập quán, theo thói quen thôi. Kinh nói viết vậy, con đọc vậy thôi. Thế thật là con không có ý niệm. Thế thì quan trọng ở chỗ là chúng ta có luôn luôn nhớ hay không. Cái luôn luôn nhớ này được gọi là thâm nhập hay không. Nó đã trở thành máu mủ, nó đã trở thành hơi thở, nó trở thành chất sống của mình hay không. Đó là yếu tố quan trọng thưa quý vị. Cho nên chúng ta hay quên giữa cuộc đời này lắm. Thật sự là do mình chạy hết cái này, chạy hết cái kia, tâm viên ý mã, nó lao sao, nó dao động trong cuộc đời. Nó thấy cái này nó thích, nó thấy cái kia nó thích, xong rồi nó tự nó quên mất chính nó luôn. Giống như chúng ta đi từ đây tới một cái chỗ nào đó, chúng ta lái xe đi, nhưng mà bên đường mình hay rẽ vào những các xích á. Rẽ vào rồi thấy nó vui quá, mình quên luôn con đường mình đi. Quên luôn. Giống như thể là ở trong kinh Bách Vụ kể một câu chuyện, đó là có hai anh chàng nọ, anh ta đi dự một cái lễ hội được người ta mời. Thế là hai anh cùng đi với nhau, trên đường đó thì gặp và những cái con người họ làm những cái bình gốm rất là đẹp. Thế là hai anh đứng lại xem. Xem mê mẩn quá, thì một trong hai anh đó mới nghĩ nhớ là ồ, mình đang đi xem hội cho nên mình cần phải đi tiếp. Thế là anh đó đi, còn một anh ở lại thì xem người ta làm hết cái bình này, làm tới cái bình kia, cho đến chiều tối mà vẫn còn ngắm nghía người ta làm nữa, thì cuối cùng trễ cả cái việc xem hội. Còn cái anh kia tới được cái chỗ xem hội rồi, sau khi xem hội xong rất là vui vẻ, được ăn uống no nê, rồi được người ta cho quà đem về nữa. Thì Đức Phật diễn tả rằng trong cái cuộc sống của chúng ta đây có hai hạng người. Một là chúng ta không nhớ mình đã suy nghĩ gì, đã nguyện ước gì, đã mong ước cái gì, và chúng ta đánh mất. Người thứ hai là chúng ta luôn luôn nhớ những cái mục đích mà mình đã đặt ra. Thế thì các vị phát tâm đi trên con đường của Phật, tu tập và chuyển hóa, thì mình hãy nhớ mình đã nguyện gì với Phật. Chính vì chấp tay nguyện là cho con được sức khỏe, cho con của con được công việc, cho con của con được tốt đẹp. Nhưng mà có khi nào mình phát nguyện là cho tất cả chúng sanh được an lành. Những cái người con phát nguyện là con yêu thương những người con ghen ghét. Các vị bây giờ phải tập tu đi, chứ không có Phật và Bồ Tát nào ghét chúng sanh hết. Đúng vậy không? Có Phật và Bồ Tát nào ghét chúng sanh không? Ngài Quán Thế Âm phát nguyện là tầm thinh cứu khổ, tức là nghe cái tiếng kêu cứu của chúng sanh thì liền lập tức đến đó mà cứu chúng sanh. Không phải vì nó là Hồi giáo mà không tới cứu nó. Nếu mà Quán Thế Âm Bồ Tát mà còn cái yếu tố phân biệt đối xử, mày theo Hồi giáo cho nên tao cứu mày chi, để cho mày chết bà mày luôn, thì thế thì đâu thể gọi là Phật là Bồ Tát nữa. Thế thì chúng ta ở trong cuộc đời này cũng như thế. Nếu mà cái người đó họ ghét mình, nhưng mà trong khi người ta đau khổ, mình bỏ người ta có được không? Đấy. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Phật và Bồ Tát không dùng cái cung bậc của phàm phu. Cho nên trên con đường tu tập mình học hạnh của Bồ Tát là học những cái hạnh đó, chứ học hạnh gì nữa bây giờ?
Phật và Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này, liều cái thân của mình đây để cống hiến cho sự sống của chủng loại thể tánh chúng sanh, để lo cho cái đời sống hạnh phúc an lạc của chúng sanh. Thì chúng ta bước vào trong cuộc đời này cũng vậy. Cho nên nói tóm lại, nổi cái nguyện không thôi thưa quý vị, rất khó để chúng ta có thể tu tập và chuyển hóa. Và cái nguyện trong cái pháp môn tu tịnh độ, đó chính là chúng ta nguyện vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Nhưng rõ ràng nguyện phải là tha thiết. Nguyện phải là tha thiết này á, nói một cách đơn giản là 24 giờ không bao giờ quên. Không có giây phút nào quên hết. Nhưng mà các vị có quên không? Quên nhiều lắm luôn á. Thật sự là trong 24 giờ thì không biết các vị được bao nhiêu phút nhớ vãng sanh về tịnh độ. Con nguyện vãng sanh về tịnh độ, nhưng mà sau khi chết kìa. Sau khi chết đó kìa. Chứ còn mà bây giờ còn sống thì về đó chi đó. Mà Phật có muốn lôi con về con cũng về. Thật ra bây giờ con đang nguyện là có một cái nhà đẹp hơn, có một chiếc xe đẹp hơn, có gia đình hạnh phúc hơn, có được cái thân khỏe mạnh hơn, trường thọ lâu hơn, đẹp đẽ hơn, có được người yêu thương mình hơn, ví dụ. Thế thì rõ ràng cái lời nguyện vãng sanh về thế giới tịnh độ của mình, nó trong một cái list mong ước của mình, đôi khi nó nằm tuốt ở dưới á. Cho đến khi nào mà cái đời sống của con kết thúc á, thì lúc đó thì làm ơn rước con về tịnh độ cho con sung sướng thêm vài đời nữa. Nhưng rõ ràng trong cái đời sống hiện tại này đây, con đâu có muốn. Cho nên là chúng ta thấy được rằng cái lời nguyện của mình á, mình không thường nhớ, không thường trực, không thường luôn tâm niệm. Cho nên nguyện không có thiết, nguyện không có tha thiết. Mà không tha thiết làm sao thành? Nguyện không thiết. Và thực hành có chuyên cần không? Một ngày được mấy tiếng niệm Phật? Bây giờ các vị đã retire rồi ha, có nghĩa là sau khi một cái khoảng thời gian dài chúng ta làm việc ngày 8 tiếng, bây giờ tới cái tuổi này rồi mình dư thời gian mà đúng không? Ngủ thì cũng ít rồi, ăn thì cũng ít rồi, toàn là thức không? Mà thức làm tầm bậy không à? Thức tốn cái thời gian của mình để làm chuyện trời ơi đất hỡi không? Nếu như các vị sử dụng cái thời gian sau khi retire mỗi ngày 8 tiếng chuyên cần niệm Phật thay vì đi làm, có lý không các vị? Nhưng mấy ai làm được? Thế thì sau khi mà các vị retire rồi á, bây giờ cố gắng đi. Thay vì bây giờ mình đi làm, bây giờ mình không đi làm nữa mà ông Trung ổng nuôi rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lên chương trình mỗi ngày 8 tiếng niệm Phật. Nên ăn cơm xong rồi, thay vì mấy giờ đi làm đó, thì ngay cái giờ đó lên bàn Phật, bỏ hết mọi chuyện thì giống đi làm thôi, và điện thoại đồ gì đó dẹp qua một bên, cứ tha thiết như thế đó cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, coi thử coi vãng sanh không. Ai làm được giơ tay thử. Thế thì chúng ta mới thấy được rằng cái cuộc sống của trần gian này, nó hết trói chuyện này nó tới trói chuyện kia, không có dễ thưa các vị. Ai mà làm được thì xin tôi lại luôn lại đó. Thật sự là không có dễ, không bao giờ dễ được. Rất khó, khó vô cùng. Chúng ta mới thấy được rằng cái duyên trần của đời sống này nó trói buộc chúng ta, nó trói buộc một cách kinh khủng, chưa từng thoát ra khỏi. Và không biết tại sao, người mà bận biểu thì đã đành rồi, còn người mà không có việc gì để làm á, thì nó lại trở ngược lại là bận biểu còn hơn những người đi làm nữa. Mà không biết bận biểu chuyện gì. Rồi một ngày 24 giờ nó trôi qua, mình cũng không biết là 24 giờ này mình đã làm được cái chuyện gì. Cứ đi ra đi vào, đi tới đi lui, cái tự dưng hết giờ. Rồi đi ra ăn, cái đi vào ăn, cái đi ra ngủ, đi vào ngủ, đi ra coi cái này, cái đi vô coi cái kia, cái tự nhiên hết giờ. Rồi sống lây lất như vậy đó trong cái thời gian còn lại của kiếp người. Rồi xong thôi. Rồi ai chết thì mình cũng chết thôi, chứ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế thì trong đời sống này á, chúng ta cần phải làm chủ lấy. Người Đan Mạch á, người Thụy Điển, người ta có một câu đó là
mất mọi thứ mình có thể lấy lại được, nhưng mà cái thời gian thì mình không bao giờ có thể lấy lại được hết á. Vĩnh viễn muôn đời suốt kiếp không bao giờ lấy được cái thời gian nữa. Cho nên người nào mà tận dụng được thời gian của đời sống chính ta mới là người giàu có. Tại vì chúng ta chỉ có một khoảng thời gian để sống thôi. Cho nên các vị cố gắng ha, từ bây giờ ha cho đến khi chúng ta nhắm mắt ha, các vị hãy nhớ là mình cố gắng làm một cái thời khóa biểu cho chính mình. 24 giờ chia ra, chia làm 3 đi. Nha, 1 cho mình tu tập cho mình ha, chứ không phải là 1 cho mình có nghĩa là làm chuyện tào lao. 1 á là chúng ta tu tập cho mình, 2 là làm chuyện gì đó cho người, 3 là chơi. Chơi chứ phải chết. Thế thì chúng ta tu tập cho mình, quý vị nhớ là cần phải có cái yếu tố thực tập chuyển hóa. Nếu mà các vị tu pháp môn địa Phật thì cần phải tha thiết chuyên cần và luôn luôn phải giữ yếu tố chánh niệm. Chứ trong khi niệm Phật mà nhớ cái cửa khóa chưa, nhớ cái nồi cơm hoặc là cái nồi gì đó đang bắt trên bếp, nhớ cái bà nào đó chưa gọi cho bả, hoặc là nhớ cái bill chưa trả, thì vân vân, tất cả những cái yếu tố loạn động trong thân tâm của mình đó, thì coi như là những cái sự niệm Phật của mình nó không có kết quả. Nên nhớ là chúng ta phải luôn luôn có những cái yếu tố hết sức là căn bản để chúng ta chuyển hóa lấy chính mình. Thế thì nguyện nương nơi cái oai lực của Đức Phật A Di Đà, đó là cái yếu tố thứ hai, tức là tự giác rồi ha, tự lực rồi ha. Yếu tố thứ hai là giác tha đó, yếu tố thứ hai tức là tha lực đó, tức là nơi Đức Phật A Di Đà, tin tưởng Đức Phật A Di Đà là một trong những Đức Phật đã thành Phật, có khả năng để giúp chúng ta tịnh hóa, là cái cõi cực lạc, nó có cái khả năng giúp cho chúng sanh không còn cái đau khổ trong cái đời sống này nữa. Và khi lên trên đó rồi, các vị sẽ có cái yếu tố tu tập tiếp tục để đạt được cái sự viên mãn. Nhưng mà xin thưa các vị là tất cả Phật và Bồ Tát trong nhân gian này, khi trước khi chứ không phải khi, trước khi các ngài thành Phật thành Bồ Tát đều làm cái việc là hóa độ chúng sanh. Chúng ta thành Phật thành Bồ Tát chưa? Sắp sửa thành. Có nghĩa là sẽ thành á. Nhưng mà rồi á, nếu chúng ta không giúp chúng sanh thì mình không có công viên quả mãn. Ha các vị ha. Khi mà một vị Phật thành Phật á, là vị Phật đó trải qua hằng hà sa số kiếp, theo hầu một hoặc là nhiều đức Phật trước mình. Để như vậy, để giúp cho cái công hạnh hoằng pháp của Đức Phật kia viên mãn. Thế thì chúng ta vào trong đời này cũng thế, mình giúp cho một cái vị nào đó để hoàn thành cái công nghiệp hóa độ chúng sanh của người đó, giúp cho công việc đó viên mãn, thì mình cũng đã là một Đức Phật, một vị Bồ Tát để giúp cho cái vị kia rồi. Chưa từng có vị Phật nào không làm việc đó hết. Cho nên ví dụ như ở đây các vị là Phật tử, là những người cận sự nam cận sự nữ, có nghĩa là thân cận với lại chư tăng chư ni để làm cái công việc hoằng pháp, thì quý vị là người hộ pháp giúp cho quý cô, giúp cho ni sư ở đây hoằng truyền cái Phật pháp ở chỗ này, ở xứ này, ở vùng đất này, thì đó là một trong những cái công nghiệp của sự hoằng pháp. Cần phải làm như thế thưa quý vị, chưa từng có ông Phật Bồ Tát nào không làm như thế mà thành Phật thành Bồ Tát, chưa từng có. Cho nên chúng ta cái niềm tin, cái nguyện của mình là cái động lực để chúng ta không có từ nan. Cho nên trong 6 cái ba la mật đó là bố thí này, việc đầu tiên phải bố thí. Người nào không bố thí thì người đó chưa gọi là tu. Chứ cứ gom cho mình không thì sao gọi là tu. Bố thí có nghĩa là bỏ bớt đi, bỏ ra, diệt trừ cái sự sang tham, diệt trừ cái keo kiệt, diệt trừ cái bỏng sản, diệt trừ cái tham lam. Nếu mà người nào còn tham lam chưa gọi là tu, nếu người nào còn bỏng sản chưa gọi là tu. Thế thì tu đâu phải là một cái gì đó khác hơn đâu, là cái sự thực nghiệm ngay trong cái đời sống này. Bố thí, trì giới. Trì giới không phải là chúng ta bị ép buộc theo một cái gì hết cả. Thật ra ví dụ như là các vị không biết cái giới sát sanh, nhưng quý vị giết người quý vị có phạm tội không?
có phạm tội. Nhưng nếu chúng ta biết được sát sanh là một cái tội ác thì chúng ta không sát sanh thì có phải là có lợi ích không? Thế đó, cho nên là trì giới, nhẫn nhục trong cái đời sống này, nếu mà ai không có nhẫn thì người đó không làm được việc. Ví dụ như là bây giờ các vị còn đi làm đó, buổi sáng trời tuyết như thế này, các vị lạnh lẽo quá nhưng mà bắt buộc phải đi, phải không? Tức là cái sự calm down, hả? Nhẫn nhịn, mình phải đi. Vì sao mình phải đi? Vì kiếm tiền. Vì kiếm tiền mà đi. Chứ nếu mà đi tới đó mà làm công quả không à, chưa chắc mình đi, phải không? Rõ ràng nó như thế. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là bố thí trì giới nhẫn nhục, nhẫn nhục để làm được việc trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật dạy là quý thầy quý cô phải bận áo nhẫn nhục, mang áo nhẫn nhục đi vào cuộc đời này. Thật ra đối xử với lại những người Phật tử này kia, tiếp xúc với các vị cũng nhẫn dữ lắm á. Tại vì các vị là chính người mười ý. Cho nên là bằng lòng cô này á thì cô kia nó không bằng lòng. Cho nên quý thầy với cô khổ lắm, phải là luồn lách như là nước vậy đó. Cái kẻ đá nào nó cũng chui lọt được hết trơn á. Người này một ý bị người này chặn thì phải lòn với kẻ khác, bị người khác chặn lòn với kẻ khác nữa. Nhưng mà nó lòn sao mà nó vượt qua hết tất cả, để nó nhu hòa hết tất cả, để nó làm cho tất cả đều an lạc hết. Điều đó là khó, chứ không phải tới cái vách này, tới cái hòn đá này nó chặn lại xong rồi là bỏ nó luôn, không phải. Tại vì tất cả những yếu tố, quý vị không phải là quý thầy, không phải là quý cô, quý vị sẽ không hiểu được tâm ý của những người tu hành nó ra sao hết á. Mình nhớ vậy đó. Nhưng quý vị có gia đình, có đời sống, con cái, có vợ chồng, nó bị lo cho gia đình, do đời sống. Cho nên là cái tâm ý thức của những người trong đời sống nó khác, và tâm ý thức của những người tu học nó khác. Cho nên là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Có nghĩa là cái người xuất gia là bước lên cái phương trời cao rộng. Nơi phương trời cao rộng nó đâu có dính dáng gì tới cái con này, con kia, chồng này, chồng nọ, vân vân vân. Không dính dáng vào đó. Cho nên là nó không có những cái yếu tố của cái gia đình kia nó ràng buộc. Rồi tâm hình dị tục, cái tâm khác tục rồi. Nó không có những cái yếu tố mà như quý vị nó khi suy nghĩ một cách bình thường nó không có. Có yếu tố đó. Cho nên là mình lấy cái cung bậc đời sống của mình, của thế tục, mà mình đi đo cái tâm niệm của quý thầy quý cô đôi khi nó không đúng thế nào hết. Nhưng mà quý thầy á, quý cô phải vượt qua cái sự trở ngại khi cái sự tiếp xúc của đối xử, gìn giữ được những người Phật tử, gìn giữ được tâm niệm của những người Phật tử. Điều đó là khó đó, chứ không phải không đâu. Rồi để giúp cho ngôi già lam, để giúp cho con đường hoằng pháp, phải thật sự là phải là người nhìn cao trông rộng thì mới có thể vượt qua hết tất cả những cái trở ngại của đời sống này, phải bước lên trên, phải vượt ra khỏi. Cho nên nhẫn nhục là một trong điều, là một trong những điều hết sức là căn bản. Thiền định, nếu mà người không có một yếu tố chánh niệm tỉnh giác trong đời sống thì cũng không thể nào mà tu tập có kết quả được. Từ sáng giờ đó quý vị đi vào trong chánh điện đi cửa nào vậy? Cửa sau. Quý vị bước chân nào trước vô trong cái ngạch cửa? Nhưng mà chắc chắn là các vị có bước vô chứ. Đúng không? Ý tôi muốn hỏi là ngay cái mấu mình đó, cái lúc mà các vị bước chân vào đó, mình có ý niệm tại đó là mình bước chân phải hay chân trái vào trước không? Đó mới quan trọng. Còn đương nhiên ngồi trong đây thì đương nhiên phải qua cửa đó rồi. Nhưng mà chúng ta đi qua mà không biết mình đi qua. Cái đó là cái quan trọng nhất. Sáng giờ chúng ta ăn, nhưng mà đôi khi chúng ta ăn không biết mình ăn cái gì. Chúng ta ăn không biết là có ngon hay không. Mình có chánh niệm tỉnh giác trên cái miếng ăn mình bỏ vào miệng mình hay không. Hay là mình đang ăn mình nói chuyện gì khác. Mình đang ăn mình suy nghĩ chuyện gì khác. Mình lái xe tới đây,
mình có chánh niệm tỉnh giác trên con đường mình lái xe hay không, vân vân. Nếu mà chúng ta đi không biết mình đi, nói không biết mình nói, cười không biết mình cười, làm việc không biết mình đang làm việc, thì rõ ràng rằng chúng ta đang đánh mất mình. Từ sáng giờ các vị có chánh niệm tỉnh giác nơi hơi thở của mình, lúc thì nó ấm, lúc thì nó lạnh không? Đó, tức là những cái yếu tố để duy trì sự sống của chúng ta đây, nếu mình không ý thức thì rõ ràng chúng ta đang đánh mất cái đời sống của chúng ta. Mình sống mà cũng như chết, sống mà không ý thức đời sống của mình, tức là mất đi cái yếu tố chánh niệm và tỉnh giác. Cho nên đi qua một cuộc đời 5-70 năm, hỏi chứ mục đích của chúng ta tới đây là gì, đâu biết đâu. Không biết tới đây làm gì hết trơn á, và không đặt ra cho mình một cái mục đích gì hết. Mục đích của từ cái lúc mà nhỏ cho đến 18-20 tuổi là học. Mục đích từ 20 tuổi cho đến 30 tuổi là xây dựng gia đình hay gì đó, hoặc là nghề nghiệp, sự nghiệp gì đó ha. Rồi mục đích từ 30 tuổi đến 40 tuổi là nuôi con, vân vân. Rồi từ 40 tuổi cho đến 50 tuổi là thanh thản nhẹ nhàng, hay là làm việc cực lực gì đó. Rồi từ 50 tuổi tới 60 tuổi là hưởng thụ. Rồi từ 60 tuổi tới 70 tuổi là chuẩn bị chết. Rồi sau 70 tuổi là tùy duyên. Thế thì rõ ràng mình phải đặt cho mình những cái cung bậc, những cái thời gian như thế để chúng ta sống cho nó rõ ràng chứ. Chứ nếu mà chúng ta không có những cái con đường đi trước, những cái rạch ròi thì chúng ta rất là dễ bị tán loạn. Cho nên yếu tố chánh niệm tỉnh giác á, là chúng ta thân ở đâu tâm ở đó. Thân mình đang làm gì thì mình phải biết, và thân mình đang làm cái gì. Khi mà một người tu giỏi, người ta chỉ cần bước cái chân đi là người ta, khi mà đặt cái bàn chân xuống một bước là người ta phải đặt cái gì xuống trước. Ví dụ khi các vị bước đi thì cái gì xuống trước cái bàn chân của mình á? Cái gót hay cái mũi? Cái nào xuống trước? Các vị đi bao nhiêu năm trong đời rồi? Bây giờ hỏi mà có việc còn ấp úng mà không biết là cái gì xuống trước. Khi các vị dở lên thì để bước là cái gì dở lên trước? Cái gì lên trước? Bây giờ có người thì chúng ta rõ ràng là chúng ta đi bao nhiêu năm trong cuộc đời rồi, nhưng mà mình không có ý niệm được là khi chúng ta bước thì cái gì nó đặt xuống trước và cái feeling của mình như thế nào. Thế thì rõ ràng là chúng ta quên đi là mình đã bước đi như thế nào trong cuộc đời, chúng ta quên đi mình đã ăn như thế nào, mình đã ngủ như thế nào, và mình đã đến đây với cuộc đời này như thế nào. Tóm lại là chúng ta làm xong rồi quên hết, rồi chúng ta chỉ có hướng đến những cái khác, hướng đến những cái khác, hướng đến những cái khác, và luôn luôn như thế nó xóa mòn hết tất cả đời sống của chúng ta. Cho nên tỉnh giác chánh niệm trong đời sống là luôn luôn cần thiết, dẫu chúng ta tu cái pháp môn nào. Thế thì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, cái con đường này để phát sinh cái trí tuệ. Cái trí tuệ đây là nhìn thấy rõ sự vật và hiện tượng trong cuộc đời để không bị lừa dối. Thấy rõ là như thế nào gọi là thấy rõ? Chúng ta trở lại cái yếu tố của vô thường. Chúng ta thấy tất cả các pháp đều là biến hoại, đều là tan hoại hết á. Nhưng mà vấn đề mình có thấy nó thật rõ hay không, để mình ứng dụng trong đời sống của mình, để không bị nó lừa dối hay không. Nha các vị. Ví dụ như bây giờ các vị có mất tiền, mất của, mất xe, mất nhà, thì các vị có ngỡ ngàng không? Chúng ta không nên ngỡ ngàng. Mình phải ghi nhận rõ là như thế. Tại vì nó vô thường mà làm sao ngỡ ngàng nữa. Mà chúng ta đã biết như vậy rồi, nhưng mà thật sự mình không có dễ gì chấp nhận. Thế thì cái người chứng đạo là người mà thanh thản nhẹ nhàng, thõng tay vào chợ. Thõng tay vào chợ là sao? Không có bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, như bất động. Thế thì cái gì làm chúng ta như bất động? Một kẻ từng trải sẽ là một người như bất động. Một người chưa biết thì người ta nhìn người ta ngỡ ngàng, nhưng mà người đã biết rồi là cái đời sống này không dối gạt được họ nữa. Cái mong manh tạm bợ của đời sống không dối gạt được họ nữa. Họ đã từng trải trong cuộc đời rồi, cung bậc của đời sống cái thứ gì họ cũng biết rồi.
Thế quý vị còn ngỡ ngàng không? Còn hỏi là trời ơi không? Còn chút chút hả? Xin thưa quý vị là còn chút chút. Có nghĩa là khi mà biết á, là biết. Còn khi mà không biết á, thì là không biết. Ví dụ như hỏi là chị có biết cô này không? À đó. Thế thì biết là cô này tên là Diệu gì đó v.v. Biết. Nhưng mà vấn đề ở chỗ tới đâu? Biết cổ có bao nhiêu đời chồng, biết cổ có bao nhiêu con cái, biết cổ có bao nhiêu tiền bạc. À thế thì đơn giản ở chỗ trên cái con đường mà chúng ta tu tập này đây á, cái mức độ giác, tức là ngộ đó, của thanh văn khác, của duyên giác khác, của Bồ Tát khác, của Phật nó khác. Thế thì trên cái cung bậc của phàm phu chúng ta đây á, khi nhưng mà bắt buộc phải giác nha, không giác không được á. À, tức là cái khả năng biết, cái khả năng mà tri giác, cái khả năng mà thẩm thấu, cái khả năng giác ngộ của cuộc đời của chúng ta đó, bắt buộc mình kinh qua mình sẽ biết, kinh qua mình sẽ giác ngộ. Chứ nếu như mà chúng ta đi qua cái dòng đời này, thấy cái gì nó cũng vô thường, nó biến đổi, mà mình không có chứng ngộ cái giáo lý vô thường này thì uổng quá. Uổng quá, tại vì mình đang tiếp xúc thường trực với nó, hằng ngày với nó, mà mình không chịu giác. Nó vô thường, mình thấy rõ đó, nhưng mà mình không chịu tu tập theo. Mình đánh lừa mình gạt gẫm mình. Mình không muốn tri nhận nó là như thật. Các vị hiểu nha. Nên là các vị cần phải tri nhận cái điều này như thật. Càng tri nhận như thật bao nhiêu, chúng ta càng bớt khổ bấy nhiêu. Thấy rõ nó chừng nào, thấy rõ cái bản chất. Cho nên là trên cái con đường mà thành đạo đó, có nghĩa là khổ, tập, diệt và đạo á, đạo đế đó là cái con đường mà dẫn đến sự thành đạo đó, chúng ta cần phải đi qua 8 cái bước, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Yếu tố đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là thấy rõ như thật, không có dối gạt, không có dối lừa nhau. Thấy thật là rõ, thấy bản chất của sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này thật rõ, để không có bị nó gạt gẫm, không bị nó dối lừa. Người nào mà thấy rõ như thật là người đó bước vào trong đạo này càng vững chắc bấy nhiêu. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cái con đường nhìn thấy thật rõ, chứ không có nhắm mắt Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà không có nhìn thấy xung quanh. Không phải mù quáng, thưa quý vị. Con đường tu tập là con đường thấy rõ sự thật để chuyển hóa lấy chính mình. Chính vì cái lẽ đó mà càng tu bao nhiêu á, là càng nhận ra được sự vật và hiện tượng xung quanh mình bấy nhiêu, và thanh thoát nhẹ nhàng vượt qua cuộc đời này bấy nhiêu. Tại vì người đó không bị vướng bận nữa, vì nhìn thấy được chân thật của dòng đời. Được chưa các vị? Cho nên là nỗi cái yếu tố mà chúng ta nguyện không thôi đó, là mình đã có thể nói không hết được rồi. Cho nên bước vào trong cuộc đời này, lập nguyện phải thật sự sâu sắc. Nguyện lúc nào mình nguyện, lúc nào cũng có thể nguyện được. Không phải là lúc đến trước bàn Phật mới nguyện, mà sau khi rời khỏi bàn Phật rồi chúng ta không còn nguyện nữa. Nguyện này nó là máu thịt của mình. Mình sống với cái lời nguyện của mình, luôn luôn nhớ cái hạnh nguyện của mình. Chứ Bồ Tát Quán Thế Âm á, Ngài phát nguyện xong rồi chẳng lẽ Ngài quên sao? Khi nào thích độ thì độ, khi nào không thích thôi à. Thì xin thưa là chính vì cái chỗ mà chúng ta là Bồ Tát nhỏ, chúng ta cần phải thực hiện cái nguyện của mình nhiều hơn, và phải thường trực nhớ. Cho nên á, càng tu tập bao nhiêu, mình càng phải patient bấy nhiêu, càng phải thông cảm bấy nhiêu. Và chúng ta thấy mình khó tu tập chừng nào thì người khác người ta cũng như vậy đó. Và khi chúng ta thấy cái lỗi lầm của người ta đó, mình phải hoan hỷ bỏ qua cho họ, tạo cái cơ hội để cho họ phục thiện. Chứ đừng có vì thấy cái lỗi của người ta mà mình bán bỏ họ, làm cho họ chết luôn, làm cho họ không có cửa để người ta trở về với con đường chính, xua đuổi họ. Xin thưa các vị là tâm vô thường mà. Hôm nay người ta phạm lỗi nhưng ngày mai người ta phục thiện, người ta sẽ trở thành người tốt hơn thì sao?
Và tất cả chúng sanh trong dòng đời này có ai là không phạm lỗi lầm đâu. Nhưng mà khi chúng ta thấy một người nào đó phạm lỗi lầm, tâm mình hay khinh chê người ta, phải không? Khi mà người ta phạm lỗi lầm thì mình tạo cơ hội làm cho người khác biết cái lỗi lầm của họ. Còn trong khi đó khi mà mình có lỗi lầm thì sao? Chê, mình giấu, hả? Đủ cái chuyện hết. Nhưng mà khi người khác có lỗi lầm thì mình vạch ra. Cho nên người nào vạch lá tìm sâu thì chỉ thấy sâu thôi mà không thấy lá, phải không? Lá nhiều hơn sâu, nhưng mà rõ ràng là chỉ có chăm chăm mấy con sâu thôi. Cho nên mình đi vạch lá tìm sâu thì thấy sâu không thấy lá. Cho nên là chúng ta cần tu, cần chuyển hóa để giúp cho mình có thể vượt thoát ra tất cả những cái yếu tố hết sức là đơn giản của dòng đời này. Yếu tố nguyện là một trong những cái quan trọng bậc nhất để chúng ta xác định được mình, xác định được cái con đường mà chúng ta tu tập. Người nào chưa có nguyện thì bây giờ phải lập nguyện. Thưa quý vị, không có Phật và Bồ Tát nào không có nguyện nha. Đức Phật A-di-đà của chúng ta có 48 lời nguyện mà quý vị vừa mới lại, phải không? 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà tới bây giờ có còn không? Còn. Cho nên Ngài đã thành Phật rồi mà vẫn giữ 48 lời nguyện của Ngài. Còn chúng ta bây giờ các vị có mấy lời nguyện rồi? Có vị nào có nguyện nào chưa? Xin thưa các vị là cái nguyện đó nó là động lực giúp chúng ta vượt qua tất cả những sự trở ngại trong cuộc sống này. Nếu ai chưa có nguyện thì các vị hãy lập nguyện. Ai rồi cũng chết các vị, ai rồi cũng banh thay hết trơn á, ai rồi cũng nát như tương hết á. Không có ai mà còn nguyên vẹn như thế này hết á. Nguyên vẹn chỉ có một thời gian nữa thôi. Giỏi lắm là mấy bác ở đây còn 50 năm nữa chứ mấy. Cái nguyện đó để cho chúng ta tiếp tục con đường tái sinh, thưa các vị. Mình biết là một ngày nào đó mình sẽ chết mà. Nếu chúng ta không lập nguyện đó, mình sẽ không đi theo cái nguyện của mình được. Mình sẽ không có động lực mà lúc đó cái gì kêu mình sẽ đi. Cho nên nguyện mình phải tha thiết thì lúc đó nó trở thành cái chủng tử của hạt giống. Khi hạt giống đó dẫu cho có gieo trên mảnh đất nào thì do vì nó đã có chủng tử, cái mầm sống ở bên trong, nó sẽ nảy mầm cái đó. Khi chúng ta có cái mầm sống của hạt lúa, có cái mầm sống của cây lúa trong hạt lúa, thì cái hạt lúa kia dẫu chúng ta đem từ Mỹ đi qua Canada hay chúng ta đem về Việt Nam chúng ta gieo, trong đó nó đã có cái mầm lúa sẵn rồi, thì chúng ta gieo nó sẽ lên. Còn nếu mà mình không có cái mầm lúa trong đó, mà phải gọi là lúa lép đó, hả, thì chúng ta gieo bất cứ chỗ nào nó cũng lên hết. Cho nên cái nguyện lực của chúng ta là cái mầm sống đó đó, để nó trở thành một cái chủng tử mà khi chúng ta có nhân duyên hội ngộ đầy đủ thì nó sẽ tự nó phát triển lên. Qua cái yếu tố đầu tiên là tính, yếu tố thứ hai là nguyện. Quý vị có câu hỏi gì không? Tính đó là cái niềm tin, tin nơi mình và tin nơi Đức Phật A Di Đà, tin nơi tính bản thân của chúng ta đây có khả năng để có thể thành Phật. Chúng ta tin nơi Đức Phật A Di Đà kia là một vị vô lượng thọ, một vị vô lượng quan. Tin nơi cái cõi cực lạc kia có thể giúp chúng sanh hóa giải được tất cả những nỗi khổ niềm đau của đời sống. Chúng ta tin nơi mình, tin nơi Đức Phật đó để chúng ta phát nguyện để đi vào trong cuộc đời này, phát nguyện để chúng ta thành Phật. Quý vị có thể trong đời sống này chúng ta đi bị cái duyên trần nó ràng buộc. Mình bị cái nghiệp mà mình bị tái sinh trong cái đời sống này. Cái nghiệp đó làm cho chúng ta đi theo cái tập quán. Người này muốn cái này, cái mình cũng bắt chước, mình muốn theo họ. Người thấy người ta giàu có, mình cũng muốn giàu có. Thấy nhà cửa, mình cũng muốn nhà cửa. Thấy xe cộ, mình cũng muốn xe cộ luôn. Tuy nhiên, cái đó chỉ là vô thường. Đó nó chỉ là tạm bỡ. Còn chúng ta phát nguyện để mà hướng tới một cái sự giải thoát sinh tử luân hồi, để vượt ra khỏi cái đơn giản của cái đời sống này. Thưa quý vị là những người giàu có khổ không? Người có tiền có khổ không? Nhưng mà mình có muốn có tiền không? Đó. Thế thì rõ ràng một phần á là chúng ta muốn dứt khổ, nhưng một phần á chúng ta lại lấy cái khổ vào. Nó đơn giản như thế. Tức là chúng ta chưa từng có cái ý niệm mình muốn vượt ra khỏi khổ,
nhưng mà mình vẫn muốn giữ tất cả những cái căn bản làm nên cái nỗi khổ của nhân gian. Chúng ta đi ngược lại với lại cái tâm nguyện của mình. Mình nguyện một đàn mà mình thực hiện, mình làm một nẻo. Chúng ta đem vào cái chủng tử của cái nỗi khổ của nhân gian, và chúng ta lại phát nguyện lìa khỏi nhân gian. Cho nên là bước đi một bước, dây dây lại dừng. Mình giống như là bước đi qua một bước xong rồi là thụt lùi lại ba bước. Nó kiểu như thế đó. Nó là chúng ta không có vứt ra được, có dứt ra được, dứt ra một cách dứt khoát, mà chúng ta cứ thụt tới thụt lui, hả, đi tới đi lui để mà bị vướng vào trong cái cuộc đời này. Cho nên cái khổ não, xin thưa quý vị, là do chúng ta tự tạo nên đó, chứ ai khác hơn đó. Mà xây dựng cái ý tưởng, xây dựng niềm tin, niềm tin phải tha thiết, phải mãnh liệt, phải phát tâm để chúng ta mới vượt ra được. Còn nếu mà chúng ta không phát tâm, không có dũng mãnh á, thì mình sẽ dễ bị lôi kéo trong dòng đời này, và nó làm cho mình trầm trong đời sống này hồi nào không hay. Rõ ràng rằng cái khổ đó nó luôn luôn bám điếu, nó trì trịch mình. Mà cho đến bây giờ, xin thưa quý vị, là dẫu cho mình tin tưởng là quý bác có lớn tuổi bao nhiêu, khổ nó vẫn khổ, buồn vẫn buồn, ai chọc mình tí là mình vẫn giận như thường, chưa từng dứt những cái yếu tố cung bậc đó. Một em bé nó mới sinh ra trong dòng đời này, nó cười đó rồi nó khóc đó một cách rất là hồn nhiên, ha? Tại vì nó không biết cho nên nó sống hồn nhiên. Một người lớn tuổi, một người già đi qua dòng đời này cái gì cũng biết hết rồi, kinh qua hết rồi, cho nên người đó cũng nên sống một cách rất hồn nhiên, không có gì phải ngỡ ngàng nữa cả. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trên hai cung bậc này. Chúng ta sẽ có một buổi thuyết pháp buổi chiều nay và sáng ngày Chủ nhật nữa. Dạ, quý vị có câu hỏi gì không? À, chúng ta sẽ dừng lại ở đây để cho quý vị đi dùng cơm trưa. A Di Đà Phật. Dạ, thật thôi, không có thì quý vị suy nghĩ ha. Chúng ta sẽ có cái buổi chiều của ngày Chủ nhật, để quý vị ngồi lại với nhau để Phật pháp và trà đàm đó, và chúng ta chia sẻ thêm. A Di Đà Phật. Thôi mời quý vị chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính cảm ơn quý vị. Mời quý vị chúng ta đứng dậy lại.